Tất cả bà con, trong cái video này tôi nói về cái tình cảnh của Thiền Am từ một nơi là phải nói rằng là rất là tuyệt vời, từ một nơi có thể nói là bình yên chim hót, bây giờ dẫn đến một cái hiện trạng tan hoang, một cái nơi đầy nhạy cảm. Người thăm đến đó bây giờ cũng còn sợ, không dám đến bởi vì sợ công an theo dõi. Vậy thì ai, người nào đã đẩy Thiền Am vào cái tình cảnh như thế này, là một cái công dân biết trân trọng những cái cuộc sống bình yên của đất nước, thì tôi rất lấy làm thương xót và lấy làm tiếc. Nhẽ ra nơi đây là một cái nơi mà phải nói rằng là ươm trồng những cái mầm non nghệ thuật, và chính báo chí cũng viết nhiều bài ca ngợi về vấn đề đó, trở thành một cái nơi mà chỉ có thấy tù tội, thấy bắt bớ, thấy là coi như là bao vây, thấy cái tiếng loa của là công an, và thấy những cái lời sầm xì. Tóm lại là một nơi mà bây giờ không ai muốn đến. Vì sao là như vậy? Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Thưa bà con, trước hết tôi mở lại một hai cái bài báo cũ, khi mà Thiền Am vẫn còn là yên bình. Hiện nay việc tìm những cái bài báo đó nó khá là khó khăn, là bởi vì do những cái bài báo mới nó quá nhiều, những cái bài báo mà nó mang tính chất thị phi đó nó quá nhiều, nó lấp lên trên những cái bài mà viết về cái sự yên bình của Thiền Am trước đây đó. Do đó phải Google rất là vất vả. Thì bây giờ tôi mở cho bà con xem lại cái bài này nha. Đây là một cái bài báo của một tờ báo lớn nha bà con, báo Lao Động. Báo Lao Động nhé. Tôi ấy lên cho bà con xem. Báo Lao Động ha. Báo Lao Động thì cũng như báo Thanh Niên rồi vậy đó bà con. Thì báo này viết năm 2018. Thì lúc đó Thiền Am vẫn còn khá bình yên, nhưng không bình yên bằng cỡ 2015. Thì nó bình yên hơn. Nhưng mà tôi rất vất vả để tìm ra những cái bài báo cái thời đó. Đây là một cái bài cũng vào cái thời đó. Bài này tên Jin. Nhưng mà vì họ không có, đây 2014 đây ha. 2014. Nói về Huyền Trân ha. Nhưng mà trong cái bài này họ chỉ nói về Huyền Trân chứ họ không có nói đến Thiền Am. Cho nên tôi dùng cái bài này 2018. Thì ở đây có những cái đoạn tôi không có cần phải review đọc hết toàn bộ cái bài báo nha bà con. Đây. Tôi tìm đây. Có mấy cái đoạn thôi, mấy cái đoạn. Tìm đến thăm cô bé ở một tỉnh thất không tên, nằm ở một vùng sâu của tỉnh An Giang, của tỉnh Long An. Người viết như lạc vào truyện cổ tích. Bà con thấy không? Thấy báo chí người ta dùng cái từ ngữ cái lúc đó không? Tôi đọc lại nhé. Tìm đến thăm cô bé ở một tỉnh thất không tên, nằm ở vùng sâu của tỉnh Long An. Người viết như lạc vào truyện cổ tích. Bà con thấy không? Như lạc vào một truyện cổ tích. Cho nên là tôi nói là tôi dùng từ bình yên chim hót thì là nó hơi ít ấy.
Chứ còn ở đây báo lao động người ta viết là một miền cổ tích, như lạc vào truyền cổ tích bà con ạ. Đây là cái đoạn cuối cùng, cái đoạn dưới này ha. Đấy, cho nên bình yên chim chim hót là cũng còn bình thường. Đấy. Xem là cái đoạn này. Đây. Đoạn này nha. Đoạn này nói về hoàn nguyên, nhất nguyên, nhị nguyên ha. Thì cái đoạn này là nói về là cái việc ba anh em. Đây, tôi mở là trên này chút. Trong cuộc thi tuyệt đỉnh song ca năm 2017, hai sư huynh Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên không thành công vì bỏ dở giữa chừng. Cũng trong năm này, hai sư huynh cùng với một sư huynh khác là Lê Thanh Nhị Nguyên đã thành công vang dội ở cuộc thi lực sĩ thể hình quận Bình Tân với 3 huy chương vàng bạc đồng cho ba anh em. Ha. Rồi là cái đoạn dưới này này. Người viết cũng từng đến tập trong các phòng gym đầy đủ phương tiện ở thành phố. Dù đến giờ không đạt thành tích gì, body cũng chỉ bớt được chút mỡ thừa. Vì vậy mà khi thấy các sư huynh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên đẩy tạ gỗ, bê tông nặng tổng cộng hơn 100 kg bắp thịt cuồn cuộn, tôi thật sự thán phục và hiểu rằng phương tiện không phải là tất cả, mà trên hết là ý chí, quyết tâm. Nhìn các sư huynh vẫn vận công để lộ vùng bụng 6 múi đẳng cấp mà bao thanh niên tập gym ở thành phố thèm thuồng nhưng ít người đạt được. Tôi thầm tiếc phải chi các anh được tập luyện trong những điều kiện tốt hơn. Biết đâu thể thao tỉnh Long An, thể thao nước nhà đã có thêm những nhân tài. Thấy không? Thấy báo lao động viết chưa bà con? Đây. Đó. Rồi bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi. Vậy thì từ một cái vùng đất không chỉ là Bình Yên chim hót mà còn như lạc vào một miền cổ tích, là bởi vì ở đó cái mảnh đất nhỏ chút xíu như vậy mà người đi hát thì đoạt giải hát, người đi thi hài thì đoạt giải hài, rồi thậm chí đến nỗi người đi thi là vận động viên thể lực thì cũng đạt luôn giải vận động viên thể lực. À, cái mảnh đất cái lúc đó có lẽ là chỉ cái mảnh đất heo hút là như thế thôi. Thì do đó rằng là phóng viên báo Lao Động nói rằng như lạc vào miền cổ tích thì hoàn toàn đúng. Thế nhưng mà chỉ trong vòng từ 2018 ha, thì chỉ trong vòng vài năm thôi, rất ngắn, là nơi đó là đã tan hoang không còn gì. À, không chỉ tan hoang mà còn là kinh hoàng với những cuộc bao vây, những cuộc bắt tạm giam dẫn giải. Ở đây tôi nói cái điều này không không nhằm là phê phán cái cơ quan chức năng Long An, mà tôi đang nói về cái chuyện ai đã đẩy cái một cái vùng một cái nơi là như thế trở thành như hiện nay. Trong cái video này thì tôi chưa chỉ ra, và tôi nhờ bà con comment xem, comment vào bên dưới. Nhưng mà nhớ comment thì là cũng phải là đảm bảo là không xúc phạm là các cá nhân nha bà con, mà chỉ phân tích cái việc làm, cái hành động của họ. À, họ làm gì như thế nào để biến nơi này thành một cái nơi mà phải nói rằng là hết sức nhạy cảm. Đấy. Hết sức nhạy cảm. Dĩ nhiên là tôi vẫn không có loại trừ những cái trách nhiệm nào mà người của Thiền Am họ tự họ gây ra. Ví dụ như cái việc đăng cái clip ở chỗ công an Đức Hòa đó, đăng lên
thì tôi phản đối cái việc đăng cái clip ở chỗ đó. Đấy. Đăng những cái khác thì được, nhưng mà đăng cái clip ở trong khuôn viên của công an Đức Hòa thì là sai. Là bởi vì anh không được phép đăng những gì xảy ra bên trong cái cơ quan công an. Cái đó là quy định rồi. Còn đúng sai là chưa nói. Thì cái trách nhiệm của những người ở tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta không có loại trừ ra ở trong cái video này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói đến những người nào tìm cách không biết vô cớ hay là cố ý đã gây ra những cái ồn ào, những cái này cái khác này, để cho Long An, để cho Thiền Nam trở nên là một cái nơi mà phải nói rằng là tai tiếng kinh khủng này. Chứ còn thật sự ra mà nói rằng là nếu như mà là một cái nơi, một cái gia đình bình thường, họ có người bị bắt đi ở tù thì họ vẫn bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, vẫn rất bình thường đấy. Họ đi tù rồi gia đình họ vẫn sinh sống bình thường, và sau đó họ về, họ trở lại hòa nhập cộng đồng. Cho nên vấn đề đó là cái chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện kéo những cái này kéo những cái khác rồi là vu oan giá họa, đổ thừa những cái việc mà Thiền Nam không làm, để cho nơi đây biến thành một cái nơi mà phải nói rằng là hoàn toàn khác trong mắt những người bình thường. Từ cái chỗ mà phóng viên báo Lao Động miêu tả là một miền cổ tích, trở thành một nơi tan hoang như thế. Vì ai, người nào, kẻ nào đã làm những cái điều ấy? Với tư cách một công dân thì tôi hết sức phẫn nộ. Đấy. Hết sức phẫn nộ về những cái việc làm là như thế. Cố ý làm rất là ghê gớm. Thì video sau tôi sẽ phân tích những người đã làm những cái việc là như vậy. Và họ làm nhưng mà họ chẳng có bị là pháp luật trừng trị gì cả, mà họ vi phạm pháp luật sờ ra. Đó là mới là vấn đề. Thì bây giờ bà con thử comment. Comment cái tên thôi. Comment cái tên và thêm, nếu thêm thì thêm những cái hành động mà vi phạm pháp luật của người đó. Đối với là ở chỗ Thiền Nam đó, tức là quẩy đồ này kia rồi nọ đó. Comment những cái tên đó ra. Còn trong video sau thì tôi sẽ phân tích. Có thể bà con comment thiếu hoặc comment thừa. Trong video sau là tôi sẽ phân tích. Và xã hội cũng cần phải lên án những người này một cách kịch liệt. Chứ không phải họ làm những cái chuyện mà đấy rồi là họ cũng nhẫn nhơ. Cái này cũng công bằng xã hội mà thôi. Rồi đó bà con. Ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye.